Bản tin Bộ Y tế tối 16 tháng 1 năm 2022 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 1 đến 16 giờ ngày 16 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.684 ca nhiễm mới, 9.326 ca khỏi bệnh. Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Bản tin cũng thông báo về 129 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 35.609 ca. Thông tin về 15.684 ca nhiễm mới như sau. 41 ca nhập cảnh, 15.643 ca ghi nhận trong nước, giảm 662 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh thành phố, có 11.196 ca trong cộng đồng, gồm Hà Nội 2.982 ca, Đà Nẵng 888 ca, Khánh Hòa 680 ca, Bình Phước 661 ca, Bình Định 599 ca, Bến Tre 556 ca, Tây Ninh 446 ca, Bắc Ninh 442 ca, Hưng Yên 405 ca, Cà Mau 395 ca, Thanh Hóa 384 ca, Quảng Ngãi 375 ca, Hải Dương 346 ca, Vĩnh Long 340 ca, Trà Vinh 295 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 289 ca, Quảng Ninh 286 ca, Vĩnh Phúc 271 ca, Thừa Thiên Huế 257 ca, Quảng Nam 255 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 245 ca, Bắc Giang 235 ca, Lâm Đồng 235 ca, Nam Định 230 ca, Lạng Sơn 221 ca, Hòa Bình 207 ca, Thái Bình 175 ca, Nghệ An 173 ca, Đắk Nông 157 ca, Bạc Liêu 150 ca, Gia Lai 137 ca, Phú Yên 133 ca, Hà Giang 125 ca, Tuyên Quang 124 ca, Sơn La 117 ca, Đồng Tháp 115 ca, Thái Nguyên 112 ca, Hậu Giang 107 ca, Bình Thuận 107 ca, Kiên Giang 103 ca, Lào Cai 96 ca, Phú Thọ 90 ca, Tiền Giang 86 ca, An Giang 82 ca, Ninh Bình 82 ca, Quảng Bình 77 ca, Quảng Trị 74 ca, Cần Thơ 73 ca, Đồng Nai 68 ca, Hà Nam 66 ca, Bình Dương 61 ca, Hà Tĩnh 61 ca, Long An 58 ca, Điện Biên 55 ca, Lai Châu 49 ca, Sóc Trăng 43 ca, Yên Bái 42 ca, Ninh Thuận 39 ca, Kon Tum 38 ca, Cao Bằng 35 ca, Bắc Cạn 8 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Trà Vinh giảm 351, Đắk Lắk giảm 215, Thái Nguyên giảm 80. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Lạng Sơn tăng 221, Hà Nội tăng 172, Bà Rịa Vũng Tàu tăng 150. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.935 ca một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 30 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 3 ca, Khánh Hòa 2 ca, Long An 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.023.546 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 20.506 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.017.268 ca. Trong đó có 1.724.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm Thành phố Hồ Chí Minh 511.257 ca, Bình Dương 292.084 ca, Đồng Nai 99.284 ca, Hà Nội 88.227 ca, Tây Ninh 85.416 ca. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.326 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.727.290 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.113 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.553 ca, thở oxy dòng cao HFNC 791 ca, thở máy không xâm lấn 99 ca, thở máy xâm lấn 650 ca, ECMO 20 ca. Từ 17:30 ngày 15 tháng 1 đến 17:30 ngày 16 tháng 1, ghi nhận 129 ca tử vong gồm tại Thành phố Hồ Chí Minh 15 ca, trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến,
Tiền Giang 2 ca, Bình Dương 2 ca, Đồng Tháp 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Vĩnh Long 1 ca. Tại các tỉnh thành phố khác, Đồng Tháp 28 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 9 ca, Cần Thơ 9 ca, Khánh Hòa 8 ca, Bình Phước 7 ca trong 3 ngày, Đồng Nai 7 ca, Tiền Giang 7 ca, Vĩnh Long 6 ca, Hậu Giang 6 ca, Trà Vinh 5 ca, Long An 4 ca, Lâm Đồng 3 ca, Bình Thuận 3 ca, Bạc Liêu 3 ca, Bình Dương 2 ca, Bình Định 2 ca, Sóc Trăng 2 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca, Phú Yên 1 ca, Đắk Nông 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 184 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.609 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 31.397.354 mẫu, tương đương 76.176.966 lượt người. Trong ngày 15 tháng 1 có 1.057.845 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 168.003.163 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.595.722 liều, tiêm mũi 2 là 72.319.574 liều. Tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 17.087.867 liều.